Mấy anh em xin chào cô chú anh chị các bạn đến clip mới em luôn nha. Nay tiễn lính đi, tài xế của máy cắt nó nha cả nhà. À, nhanh nhỏ lên lắc ghê. Đầu video chúc cả nhà có ngày mới làm thành công trong cuộc sống luôn nha. Tới đây mấy anh em phát hiện tổ ong nè cả nhà. Có nãy bắt tổ rằng là đó tổ non rồi em không có quay. Có 50 thước 3 tổ. Bắt tổ này rồi lại thằng kia bắt tổ nữa nha cả nhà. Ba ổ đóng cách 50 thước à. Tổ mà nó mới phèn phèn. Tổ ong đóng trên đó đó nha cả nhà. Cái này quay nó phức một vòng cũng hơi khó thấy. Dẹp đi. Chỗ nó chui được mà. Chui góc thì được mà. Kéo đó giặt nó ngay của ông luôn á. Tổ ong trên đó đó nha cả nhà. Giặt. Mà cả nhà cũng chinh phục giống mà mình luôn nha cả nhà. Thôi về đâu cắt cái áo kia lấy cái đầu mai vô. Mai mình mạnh vô dính vô áo luôn vậy đó. Lột khó lột lắm. Đâu vậy? Nó phun phải rộng kìa. Mai vừa tới cái tia vậy, mai dép nhà kéo lên cái rồi bít luôn. Nhưng còn đi bình thường mình lột đó. Nhưng thôi sao lột được. Bình thường lột đâu ra đó. Mai này nó bít rộng lên tới sang tia này rồi mày lột đâu. Ừ. Đó mà mai lên bít hết trơn. Mai tới đây nè. Lột đâu. Thì mà mai này là dép chậm lại lá này trong vô mặt mày nè. Thì vậy út đi bình thường cũng vậy, nó nằm ở sao vậy chứ không nói đâu. Thà cầm hiểu. Dạ. Đốt đốt dưới đất luôn rồi. Dưới đất đốt. Sao mà? Cầm. Ê. Mập đã cái đầu khác chứ. Nó đổ cái trên đầu cái còn nó ấy xem. Ủa nó trơn. Lửa rớt vô.
Ê trời ơi. À đuốc rớt xong rồi. Rất đuốc rồi. Đủ má cột dây lên trển đứt cái cây đuốc rớt xuống bắt sống luôn. Cảm này cắt mặt còn dính thôi. Con bơi. Nguyên bơi mực. Con bơi. Hả? Rớt cái đuốc. Cái đuốc lên trển đứt dây. Mở bịch trong ấy rồi đó. Này lọc hết chưa? Đó rồi. Mở từ xuống đó dục cái đuốc luôn. Cọc cái đuốc vào đây luôn. Còn cái đuốc còn đâu, con trái nó rủi mẹ đó mà. Cái đó mình rớt xuống nằm luôn mà dưới một bông. Thấy sao mổ thấy nó tới ké rồi sao? Đâu? Cái lít nữa. Đã.
rồi tiếp tục có ổ thứ hai luôn cả nhà ơi, sắt bên luôn nha. Lít rồi đó, mật bao ngon luôn mọi người. Cái bọc nữa theo ổ đóng luôn kỳ vậy, và ổ đóng kế nó còn vô mặt đó đó hả. Ủa, ổ sáng không nè, ổ sáng ổ đó không hả, bắt sáng với ông rảnh đó. Dưỡng cái tàm ra lấy dưỡng cái tàm á. Đó lấy dưỡng cái tàm nữa. Mới trơn lùi à, leo rồi quẩn uống trơn lùi leo được gì á, đụng lên luôn hả? Ừ. Đụng nó sao ai chịu đi nghe không gì à? Đúng đúng nhóc nhóc hả, sẽ sửa lại đi đốt đốt. Mà đè tại dưới
khô quéo. Dũng nhà ơi. Mày quá, mà cứ đi quá. Má cày nó trời, nó khó leo kìa. Xỉ máy. Dở bà cố. Tấm dồi thì tấm dồi. Tới đất luôn, tới đất luôn nha cả nhà. Ô, ông chà bá lỗ luôn vào từng xỉ máy mặt cả nhà. Bắt cái này 3 tổ mà chưa được 2 lít. Chừng xây chắc chừng lít máy mặt không tới 2 lít nữa. Bây giờ mấy anh em ra luôn cả nhà ơi, ra xe đi, lắc mấy anh em quay thành quả luôn nha cả nhà. Thành quả ngày nay của mấy anh em bắt được chắc cũng có 3-4 lít ạ. Bắt về giao cho khách luôn, giao cho anh chủ nhà máy tôm Phát Đạt nha, chỗ trước giờ mình giao nè. Giao nguyên cục luôn, đem tới chỗ dắt ra. Cả nhà mà có xài cứ alo ha. Chạy về luôn rồi. Chạy về rồi. Chưa mà. Ngon lắm nha cả nhà. Tráng sơ cho con chút đầy nước trong.
thoại điện thoại lấy rồi. Nhưng lúc đó mặt ngon, mặt trong dồi không? Thì thấy nắng thì mặt ngon. Cái này nó cũng hơi lỏng nhưng mà cũng ngọt ngắt à. Cái đồ ghé vào trong bên bột giấy Phương Nam á hả? À, nó qua cho tổ không? Giờ nó về cũng 6-7 tổ đóng bên đó đó. Nói chung là nó đậu ở đấy êm quá rồi. Đâu ai bắt được đâu. Đúng rồi. Bỏ đi hết tổ rồi đó. Còn nó đâu cho mình vào đâu mà bắt. Rồi rồi. Mặt đỏ ra cũng đỏ ao luôn nha cả nhà. Kẹo đẹp lắm. Hôm nào nấy y chang chuột lột đầu cổ mình mẩy cho mà cắn đi cuốn luôn. Vậy mà chứ lát hồi là ghé ăn hủ tiếu rồi đó mới ghê đấy chứ. Châu Long rồi dắt tiếp này đi. Dạ bốn người. Lúc này nếu phải đi nhiều người lội có nổi chứ đi hai người lội không sể. Quá ha. Dạ. Mà lội không có tối ngày lội không được tới đâu hết trơn á. Thì hai người lội không tới đúng không? Dạ. Như bốn người mình chia ra cái người lội khúc vậy đó. Ngọt quá. Ăn rượu này ngọt. Đã. Đó đó, chắc có 3 lít vậy. Lúc nãy chừng lít nữa. Này tính xuống bắt mấy ổ cá kèo gặp có hổm không à. Xuống nó cắt sạch, đè đầu cắt sạch trơn thôi, trời ơi ráo. Xuống năm sao dưới nó cắt sạch trơn luôn. Con này nhiều quần quá, nhớ giờ nó làm cái đường nghe nhiều quần quá. Ừ. Có mặt cầu dưới lắm, nghe đi. Mày gặp lúc này cái đầu mấy bạn đặt cửa ngục đồ nữa đó. Rồi đặt vớn đặt lợp đồ rồi lớp các bạn nữa bơi xuồng vô các bạn đó gặp bắt tá lả hết. Cục này mặt đẹp, mặt đỏ đó mới vừa được chứ. Chạy qua bên kia xem nó có bán chai không?
lần này nó bắn cha nhiều lắm. Em ơi, em ơi, cha đó với cha kia nó chắc đủ mà. Chai đó với chai nước suối trên đó. Ở trên đây hai chai nước suối luôn đây mà. Trong ba lô còn chai. Xe này chai bự. Để ngoài. Rớt thì thằng động mang rớt gì rồi. Chai này nửa lít nè, chai này được nửa lít nè, 100 ml. Hai chai đó hơi yếu. Cứ chắc cục nhỏ luôn đi. Nhỏ chắc không được. Ép hết luôn. Đây chị. Nè, ta rót cái này trước cái đi. Rót cái đó miếng đi rồi dắt cho hết luôn. Rót cái thích cho đóng chai. Nay được 3 lớp mấy nha cả nhà. Nguyên buổi sáng luôn. Nhờ hên. Xuống đây mà đồng nghiệp cắt mấy tổ cũ hết trơn luôn. Luôn sao gặp được mấy tổ mới mót, gặp lại cũng cả chục tổ á, mà cắt được có 2-3 tổ có mặt hả, nhiều ké không qua không có ít mấy nữa hả. Cái chai này với chai đó đủ rồi anh ơi, đủ rồi đó. Xúc cái chai, xúc xin. Chai bé xíu mẹ. Hôm bữa có mấy cái chai kia bỏ bé hết rồi. Dục đâu hết rồi. Nhấp. Chá ngoài. Cái tổ này cũng non nè mà sao mặt nó đỏ. Còn mấy tổ kia nó cũng cỡ đó mà sao mặt nó hơi vàng chanh hơn chút. Nhiều khi nó ở chỗ thì tùng tùng đó. Nó cũng có chỗ chứ có mấy chục thước rồi mà 4 tổ đó chứ mà vậy được hả? Được có tổ đó là mặt đẹp đó. Mấy tổ kia miếng không à. Rót cho nhỏ luôn đi. Rót cho nhỏ luôn. Rót chứ rót qua chi nữa. Chứ mãi ảnh luôn. Ba tách rưỡi hả? Bây giờ mới video luôn cả nhà ơi. Anh em cũng ra về luôn.